Đây là khung cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách chuẩn bị lên máy bay. Đây là khung cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào buổi chiều. Các bạn cũng xem ha, xe cộ tấp nập máy bay cũng rất là nhiều, và chuẩn bị các hành khách bước lên xe để lên máy bay để bay đến những cái nơi mà họ cần muốn đến. Đây. Rất là rộng lớn, không gian rất là lớn đúng không các bạn? Một chiếc máy bay khổng lồ đang tiến tới đó các bạn ơi, rất là lớn các bạn. Đây các bạn quan sát thấy. Ồ, máy bay rất là to luôn. Và khởi động máy. Các bạn gồm nhóm hai cái chiếc máy bay rất là lớn. Các bạn xem đây máy bay chúng ta chuẩn bị đi đây. Đây các bạn đó, đó, đó. Thấy chưa? Rồi, công nhận cho máy bay các bạn quan sát nha. Đây mọi người rất là đông. Ai cũng đeo khẩu trang hết á. Đây các anh chị kiểm soát viên đang kiểm tra vé là chuẩn bị lên máy bay. Đây, hành khách đang lên máy bay các bạn. Bữa trưa nay nắng là tốt, cũng lợi tiện cho mình đi rất là nhiều. Rồi đây là trên máy bay. Mình đi cái hãng của Vietjet Air, cho nên cái máy bay này cũng số ghế cũng tương đối là đông, khoảng là 400 hành khách. Quay hết. Rồi các bạn quan sát ha. Ồ, rất là đông. Chuyến bay này phải hành khoảng 1:10 các bạn. Và tới Vinh khoảng là 15 giờ chiều nay. Đây những hành khách thân thiện đây các bạn ơi. Hầu hết mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết để phòng dịch bệnh đó. Các bạn.